Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng đàn Yamaha BSR-E473. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào nút khởi động bên này nha. Các bạn sẽ bấm vào nút khởi động và đợi khoảng chừng 5-7 giây để cây đàn của chúng ta khởi động lên. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua từng cái khu vực nút ở chức năng ở bên này ha. Mình sẽ nói vào những cái nút nào mà chúng ta sử dụng thường xuyên nhất và cần thiết nhất. Rồi đầu tiên ở cái khu vực này thì các bạn sẽ thấy là trong cái dòng đàn Yamaha BSR-473 này của chúng ta thì cái phần tiếng và điệu, tức là voice và style, đã được tích hợp vào trong cùng một hộp. Đây, ví dụ các bạn sẽ thấy ở trên là tiếng, ở dưới là điệu. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn chỉnh điệu thì các bạn sẽ bấm vào nút style dưới này. Và các bạn sẽ nhìn cái hàng ở dưới. Hàng ở dưới chúng ta sẽ có bóp, swing and cha, rock, ballad. Đó, chúng ta cần cái điệu nào thì chúng ta sẽ bấm vào cái hộp đó. Ví dụ bấm vào ballad, rồi chúng ta chọn một cái điệu mà chúng ta muốn ha. Rồi nếu như các bạn muốn cài tiếng thì các bạn sẽ bấm vào voice. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở cái hàng ở trên. Hàng ở trên thì có gì? Piano, organ, guitar and bass, string, sing. Đó, rồi các bạn cần cái tiếng nào thì chúng ta sẽ bấm vào. Ví dụ đây. Đó, rồi tiếp theo, nút chức năng quan trọng tiếp theo nữa đó chính là phần tempo. Đây, phần tempo ở phía bên này. Thì các bạn muốn là chúng ta đàn cái bài đó ở tempo số bao nhiêu thì chúng ta sẽ bấm vào nút này. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái con quay này đến cái con số mà chúng ta muốn. Sau khi chúng ta đã có điệu, có tiếng rồi, chúng ta điệu, tiếng, tempo rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ bật cái nút ACMB này lên. Đó, rồi nếu như lúc đầu vào các bạn để cái đàn của mình ở main A thì các bạn sẽ chỉnh ở đây là main A luôn. Còn nếu như các bạn để ở main B thì các bạn sẽ chỉnh ở đây là main B. Nó có hai main nha các bạn. Rồi, để bắt đầu vào đàn thì chúng ta sẽ bấm vào nút Sing Start. Đó, điệu, tiếng, tempo, ACMB, main và Sing Start. Để chúng ba những cái yếu tố đó thì đã đủ để chúng ta có thể bắt đầu một bài đàn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp tới những cái nút chức năng tiếp theo nữa, cũng quan trọng không kém trong cái quá trình mình đàn. Các bạn nhìn vào nút function ở phía bên này. Nút function, các bạn bấm vào đây một cái. Thì ở bên trong nút function này nó có những cái chức năng mà chúng ta cần điều chỉnh. Ví dụ trong đây nó có luôn transpo nè. Các bạn sẽ xoay con quay này ha. Rồi trong đây các bạn có thể chỉnh được touch press, là cái độ mạnh nhẹ của cái độ cảm của cái phím đàn ha. Rồi tiếp theo mình nói qua những cái mà chúng ta hay xài nhất nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể là style volume. Cái style volume này rất là quan trọng nha các bạn. Khi mà chúng ta dùng cái điệu thì nếu như cái điệu đó nó bị nhỏ hơn cái tiếng đàn của mình thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh phần âm lượng của điệu và âm lượng của tiếng cho nó phù hợp. Vậy thì ở trong cái đàn này nó có hai cách để chúng ta có thể chỉnh được cái phần style volume này. Cách thứ nhất là các bạn sẽ bấm vào function, rồi các bạn xoay cái này để tìm tới chữ style volume. Sau khi có được chữ style volume rồi, các bạn sẽ bấm vào cho mình ở cái nút enter bên này, tức là để chúng ta chọn nó. Rồi ở đây nó đang 122 nè. Nếu như các bạn thấy mà nó lớn thì chúng ta sẽ giảm nó xuống, còn nếu như các bạn thấy nó nhỏ thì chúng ta sẽ tăng nó lên. Cách thứ hai để chúng ta có thể điều chỉnh cái phần style volume này, các bạn sẽ nhìn vào ở cái khu vực not assign này. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái nút này. Khi các bạn bấm thì ở phía trên màn hình nó sẽ bắt đầu nó nhảy số. Các bạn sẽ nhìn vào trên màn hình nó hiện tới số 6. Đó, tới số 6. Thì số 6 ở trên cái bảng này đó chính là volume balance, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần âm lượng này. Và các bạn điều chỉnh bằng các bạn dặn cái nút này. Rồi bây giờ mình mở cho các bạn nghe thử nha. Rồi nếu như các bạn thấy là cái âm lượng này nó đang bị lớn quá thì chúng ta sẽ giảm xuống. Đó, nếu như các bạn thấy nó nhỏ thì các bạn giảm nó lên ha. Đó là cách của bên cái nút knock này. Còn nếu như hồi nãy ở phía bên này mình dùng cái style volume trong function, bấm vô function nè. Rồi đó, tới chữ style volume. Rồi chọn nó, enter. Rồi bây giờ mình mở điệu lên. Rồi chúng ta thấy như thế nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Chúng ta giảm xuống nè. Rồi chúng ta tăng lên nè. Rồi. Và
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn, sẵn nói ở cái phần function của cái style form này thì mình sẽ nói luôn cho các bạn về cái cách mà chúng ta có thể chép điệu từ ở phía bên ngoài, từ USB vào trong đàn. Các bạn sẽ chuẩn bị một số điệu làm ở bên ngoài, chúng ta chép vào sẵn trong USB, ghim vào ở phía sau của cây đàn của mình á, ở phía sau nó có cái khe để chúng ta ghim USB vào. Và sau đó các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Ở đây mình đã ghim USB rồi, các bạn thấy trên màn hình này nó có cái chữ USB này, các bạn thấy chữ USB rồi. Thì chúng ta bắt đầu thao tác nha. Sau khi ghim USB vào xong, các bạn sẽ bấm vào nè, các bạn thấy ở đây file control nó nằm trong cái khung này. Thì ở cây đàn này, để chúng ta có thể sử dụng được mấy cái chức năng ở trong cái ô này á, thì các bạn sẽ phải bấm kèm với mình cái nút shift nè. Rồi bây giờ mình muốn dùng cái file control này thì mình sẽ bấm kèm nút shift và bấm nút function chỗ này. Đó là nó sẽ gọi những cái chức năng ở trong bên này ra. Còn nếu như chúng ta không bấm nút shift thì các bạn thì nó sẽ gọi những cái chức năng của cái function ra thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển cái con quay này để cho nó đi tới cái chỗ là log style, chép điệu. Sau khi tới bước này xong, các bạn sẽ bấm vào trong cái số 0 này nè, tức là chỗ nút enter nè, bấm vào thì nó sẽ hiện những cái điệu có trong cái USB. Đây là những điệu có trong USB của mình. Đó, ví dụ bây giờ mình sẽ chép một điệu nha. Rồi bây giờ mình chọn một điệu, ví dụ như là điệu Syrock. Rồi mình chọn một điệu Syrock. Sau khi có điệu rồi, các bạn sẽ bấm vào cái nút enter này lần nữa, tức là chỗ số 0 nè. Rồi nó hỏi là bây giờ các bạn muốn chép cái điệu này vào trong số 292 đúng hay không. Thì ở trong cái đàn này của mình á, cái memory chép từ bên ngoài vào á, nó bắt đầu từ đây nè, nó bắt đầu từ số 291 đó, 291, 292, 293 trở đi á, thì các bạn sẽ chọn con số mà mình muốn chép ha. Bây giờ mình sẽ chép nó vào số 292 luôn. Sau khi có con số rồi, chúng ta sẽ bấm tiếp tục số 0 lần nữa. Nó hỏi là bây giờ chắc chắn chép chưa. Mình ok lần nữa, số 0 tiếp. Và bây giờ đàn đang load vào cái style vào trong đàn. Sau khi load xong thì các bạn sẽ thấy chữ complete. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở lại cái điệu mà nãy chúng ta chép vào ha. Là chúng ta sẽ bấm vào chỗ cái. Bây giờ chỉnh điệu sao? Chỉnh điệu là bấm vào nút nào? Bấm vào nút style. Rồi bấm vào cái hộp này nè, flash memory nè. Rồi chúng ta sẽ chọn số 292. Đó, điệu Syrock của mình nằm ở đây. Rồi chúng ta mở lên chúng ta nghe. Và các bạn thấy là những cái điệu á, nó chép ở bên ngoài vào á, những cái điệu làm ở bên ngoài á, nó rất là lớn. Cho nên chúng ta phải bắt buộc phải sử dụng cái style font đang điều chỉnh cho cái điệu nó cân đối với lại cái tiếng. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm vào nút function. Có hai cách ha. Các bạn thích thì các bạn sẽ thể có thể dùng ở bên này. Các bạn có thể bấm vào nút note nè. Xong rồi di chuyển cho mình tới số 6. Rồi sau đó chúng ta điều chỉnh bằng cách giật cái nút này. Đó, cho nó vừa phải. Rồi, còn nếu không các bạn không chỉnh cái đó thì các bạn sẽ chỉnh trong cái function. Các bạn bấm vào function. Đó, nếu như mà nó hiện ở chỗ style one luôn thì chúng ta sẽ chỉnh luôn ha. Còn nếu như nó không hiện thì các bạn sẽ chịu khó quay cái con quay này để khi nào mà nó được tới cái chữ style one. Sau khi có style one rồi bấm enter. Rồi, nó đang như thế này. Thì chúng ta giảm nó xuống. Đó. À, để cho nó cân đối với cái tiếng, mình đổi lại cái tiếng guitar đi. Đó. Chúng ta sẽ điều chỉnh sao mà cho hai cái nó cân đối với nhau. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh ha, điều chỉnh cho hai cái nó cân đối với nhau là ok rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số cái chức năng quan trọng tiếp theo, đó là transpose. Các bạn thấy này có chữ transpose. Ở đây ở phía trên nó có chữ octave này. Nếu như các bạn muốn chỉnh cho nó tăng giảm cái khoảng 8 á thì các bạn sẽ bấm vào chỗ cộng trừ này thôi. Bây giờ ví dụ nó đang ở đây. Đang là cái nó đây. Rồi. Đấy ha. Rồi các bạn muốn là tăng lên một quãng 8 thì các bạn bấm dấu cộng. Đó. Tăng lên quãng 8 nữa. Rồi, các bạn muốn giảm thì các bạn bấm dấu trừ. Rồi bây giờ để sử dụng được cái chức năng transpose thì sao? Trong cái hộp này, trong cái hộp
những cái chữ mà nằm trong cái hộp á là các bạn sẽ phải bấm kèm với lại nút shift thì nó mới hiểu được. Đây, bấm kèm với nút shift. Bây giờ các bạn muốn transpose cái bài đó lên cộng 2 thì bấm nút shift này, bấm cộng 2. Các bạn đây đây đây. Mình sẽ thao tác lại nha. Đây, bây giờ mình trả lại nè. Rồi, bây giờ các bạn muốn điều chỉnh transpose của cái bài này, ví dụ -4 thì bấm đè nút shift rồi bấm dấu trừ. Là các bạn thấy nó đã nhảy được cái transpose. Các bạn điều chỉnh cho phù hợp với cái tông giọng của cái bài mình cần. Rồi, cái chức năng tiếp theo, những cái nút chức năng tiếp theo, đây là cái chỗ lưu tiếng. Các bạn sẽ thấy là trong cái cây đàn này của mình á, nó sẽ có, các bạn tưởng tượng là nó sẽ có 8 cái tủ. 8 cái tủ nha. À, mỗi cái tủ thì nó sẽ có 4 cái ngăn kéo. Mỗi cái tủ sẽ có 4 cái ngăn kéo. Các bạn sẽ bấm vào chữ băng nè. Rồi, các bạn sẽ thấy trên màn hình ha. Bây giờ nó đang số 2. Nó đang số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Đó, rồi nó quay lại số 1. Thì cứ mỗi một cái băng như vậy á thì nó sẽ có 4 cái ngăn kéo ở dưới, 4 cái chỗ để chúng ta lưu được 4 tiếng nè. Thì các bạn sẽ chọn băng, ví dụ chúng ta chọn băng số 1. Rồi chúng ta cài dữ liệu, cài điệu, cài tiếng. Xong rồi chúng ta muốn lưu thì sao? Các bạn sẽ bấm đè cái nút này, đè nút băng, rồi bấm số mà mình muốn lưu vào. Như vậy là xong cái phần lưu tiếng. Rồi, mình nói tiếp theo tới cái chức năng là chúng ta phối tiếng. Các bạn sẽ nhìn qua đây tới cái chỗ phối tiếng Duo. Rồi bây giờ ví dụ mình chỉnh tiếng là bài piano nha. Này, có một tiếng vậy. Đây là tiếng piano. Bây giờ mình muốn phối cái tiếng piano về này với tiếng string chẳng hạn thì sao? Mình sẽ bấm vào nút Duo này. Đó, rồi mình chọn cái tiếng đầu tiên là tiếng piano rồi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm đè cái nút shift này. Rồi chúng ta bắt đầu chọn tiếng. Ví dụ phối với tiếng string. Rồi các bạn nghe. Đó, là bây giờ là nó đã phối lại hai tiếng rồi đó. Được chưa? Rồi một cái bộ bên này nữa cũng rất là hay. Cái bộ sampling này nè. Các bạn nghe nè. Đó, các bạn muốn tạo cái hiệu ứng cho cái bài của mình á, ví dụ đây, muốn tạo thêm hiệu ứng thì các bạn sẽ dùng những cái rất là hay luôn đó. Rồi như vậy là mình đã nói qua cho các bạn qua những cái nút chức năng mà chúng ta sẽ hay xài nhất. À, thêm một cái nút chỗ này nè, khi mà các bạn cài tiếng rồi mà các bạn muốn trả nó về tiếng piano bình thường thì bạn bấm vào đây là nó trở lại tiếng piano bình thường thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn những cái nút chức năng mà chúng ta hay xài nhất trên cái dòng đàn BSR-E473 này. Mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu cách thực hiện và thao tác thật là tốt ở trên cây đàn này để tạo ra được những cái bài đàn rất là hay ha. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng yêu nhạc cụ nha. Xin chào.